Hello, xin chào mừng toàn thể các bác và anh em tiếp tục đến với Trung tâm Điện tử Tắm Hoa vào buổi chiều ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vâng, ở cái video tiếp theo này bên em xin được tiếp tục giới thiệu đến các bác và anh em vừa về được một lô loa bãi xịn BMB. Mã đầy đủ của loa là CSV450C. Đấy. Vâng, đây là những cặp loa bên em vừa tuyển chọn về. Đấy. Vâng, thì cái lô này không có nhiều các bác nhá, chỉ có chục cặp thôi, không có nhiều. Đấy. Vâng, chục cặp loa BMB450C. Cấu hình loa được thiết kế một bát 25 và hai tép 2B. Đấy. Đây là bát 25. Đấy. Cơ bản là hàng này còn zin nguyên bản các bác nhá. Đấy. Gân BMB450C thì thường là phải thay gân. Nhưng mà cái lô này bên em nhập về thì gân nó vẫn còn rất là đẹp. À, cho nên là em quyết định để gân zin. Để gân zin. Các bác nhìn gân zin, các bác sờ vào cái gân zin của nó mềm. Nó sẽ mềm hơn những cái gân gân thay các bác nhé. Gân zin của nó mềm, độ nhún của nó cao. Độ nhún của nó rất là tốt. Đấy. Vâng, đây là hàng bãi xịn, bên em tuyển chọn những cặp loa 450C. Đó. Hàng bãi thì không tránh khỏi cái sứt xước ở trên cái bề mặt. Đó. Chỉ có điều là sứt nhiều sứt ít. Đó. Đây là cái mặt sau của nó này. Vâng, BMB, mã đầy đủ là CSV450C, trở kháng 8 ohm, công suất 500W, made in China. Đấy. Với dòng loa BMB450C thì anh em chơi audio đánh giá dòng này rất là cao. Với chất âm của nó thì phải nói là rất là đẳng cấp. Tiếng bass đánh mềm sâu, tép lẩy, lời ca rất là bay với dòng loa 450C. Vâng, thì chụp cặp này bên em để cho các bác và anh em với cái giá rất ok. Đấy. Loa còn zin nguyên bản, không lai bát tép nhé các bác nhé. Không lai bát tép, gần zin. Đấy. Gân zin chất âm rất là hay, độ nhún của dòng 450C gân zin nó rất là cao, chất âm rất là hay. Đấy. Giá vô cùng hợp lý cho các bác và anh em, 5.500.000 đồng. Và các bác và anh em có nhu cầu một cặp loa 450C hàng bãi xịn còn zin, hãy liên hệ cho Điện tử Tắm Hoa theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ Điện tử Tắm Hoa tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Bên em nhận giao hàng toàn quốc. Chụp cặp các bác nhé. Chụp cặp rồi. Đấy. Chụp cặp thì em lọc ra thì có hai cặp phải thay gân. Hai cặp. Còn lại là đều gân zin hết. Gân còn rất là dai. Tốt. Đấy. Ok, em làm một cái video ngắn giới thiệu cho các bác và anh em một lô loa BMB450C hàng bãi xịn vừa về. Và đến đây xin kính chào tạm biệt các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em vào những cái video sau. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại.